Morning, Thoa xin chào cả nhà. Sáng hôm nay trời Cali hơi âm u, mà trời cũng hơi lạnh lạnh. Trời Cali 1-2 tuần nay nó hơi weird. Ba hồi thì nó rất là nóng, ba hồi thì nó rất là lạnh, cho nên thấy ông Thoa phải mặc áo lạnh. Hiện tại bây giờ là Thoa đang đứng ở ngoài. Lý do Thoa đứng ở ngoài là Thoa có một cái project mới là Thoa phải làm. Đằng sau Thoa nè, chiếu cho các bạn coi. Các bạn nhớ cái bàn này không? Đó, cái bàn này nè. Và Thoa hồi trước Thoa làm xong cái bây giờ Thoa không thích nữa. Hôm nay Thoa làm lại cái bàn đó, Thoa sơn xong rồi, tại vì Thoa muốn thí nghiệm. Thoa thí nghiệm xong cái Thoa thấy nó màu mè, nó lè loẹt quá, không thích. Hôm nay Thoa sẽ bôi nó đi, Thoa xóa nó đi, rồi Thoa sẽ vẽ một thể loại khác để Thoa làm. Thì bây giờ Thoa sẽ quay cho các bạn coi là Thoa sẽ vẽ cái gì trên cái bàn này nha. Bây giờ là Thoa sơn trắng lại hết để Thoa làm lại. Bây giờ Thoa chờ cho nó khô. Khô xong rồi Thoa bắt đầu sơn tiếp. Bây giờ là Thoa bắt đầu Thoa vẽ cái mặt bàn. Tại vì nhà Thoa tính Thoa spray paint, nhưng mà nhà Thoa không có cái màu mà Thoa cần, cho nên thôi Thoa lấy cái màu này Thoa vẽ. Cho nên bây giờ Thoa làm cái này, Thoa vẽ lên. Đó. Thoa vẽ cái màu này lên. Cái này nó không phải là loại sơn, cái này là loại sơn chanh thôi. Nhưng mà Thoa sẽ thử. Không thử sao biết nó work phải không? Cho nên thử. Làm cái kiểu này nó cũng ra mấy cái màu, mấy cái dấu đó, nó cũng đẹp, nó lạ lạ. Giờ các bạn coi nha, là biết coi đó, có đoán được là Thoa đang vẽ cái gì không nha. Ai mà bây giờ mà đoán được là người đó rất là giỏi luôn á. Nhưng mà phải đoán ngay từ bây giờ nha, đừng có đợi Thoa làm xong rồi đoán nha. Xong một màu. Bây giờ là Thoa vẽ cái màu này.
Xong. Đây các bạn. Thoa vẽ cái trên mặt bàn là cái sóng biển. Bây giờ chưa có xong, Thoa mới bôi Thoa mới vẽ chút xíu về cái biển thôi. Bây giờ đợi nó khô rồi Thoa sẽ làm lớp thứ hai.
Đây, Thoa làm xong rồi. Đây là cái mặt bàn trên bờ biển. Đấy. Đó, Thoa làm xong rồi. Bây giờ là đợi cho nó khô thôi là mình có thể mình xài được rồi. Đây là cái mặt bàn Thoa làm xong rồi đó. Nó nhìn như vậy đó. Đấy. Mang về nhà trưng. Đó, hành trình Thoa làm cái mặt bàn trên bờ biển, sóng biển đã xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này và sẽ xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào cái video kỳ sau nha. Thank you. Bye bye.